đây em mới nướng chén cục cục đó. Nướng. Đang bị gãy cổ rồi. Thứ hai em xuống hạ nha. Dạ. Ở Phú Yên vài tháng, tháng mấy xong rồi xuống dưới kia ở mình. Bây giờ không biết ở với ai nữa. Để coi. Nói gì phải kiếm người ở với em. Ở nhà thằng bên kia ở luôn đi chị coi. Bên mô. Sẵn cách nhà. Thì cho nó ở căn biệt thự nó luôn đó. Rồi xong. Nhận trùm. Một mình một ngựa. Làm lại rồi sáng sổ lại nữa. Nhà đâu có sợ đâu. Nhà em nhà mà sang trưng nữa đó mà em nhớ. Nhà sợ không nhà? Sợ chứ. Chùm quan thôi thì sợ là sợ. Nhớ sợ ma không? Đơn giản không? Thấy ở nhà trọ cũng như rửa thâu chứ. Ừ. Mà răng máng đâu làm che mà mọi người sợ ghê đó. Thành đâu hú. Ta thấy đâu làm gì ai đâu ta. Tính là máng đâu có máng đâu có giết người được như người thiệt đâu. Đâu có hại đâu, thấy không? Nhưng mà đang tại vì sao phải sợ ma ta? Mình không thấy á, mình không biết. Nên là mình giật mình vì sợ. À, vậy thấy vô lý nè. Tự nhiên ma đâu có làm gì được mình đâu. Tự nhiên mình phải sợ ma. Ma phải sợ mình chứ. Không do cái óc mình thôi. Dạ. Ừ, mình cứ nhìn xong rồi thì người chứ nào. Chị kể cho nghe ngồi với 49 này. Em nghĩ đang tối một cái sổ. Xong là chị đóng cửa hết cái kìa. Chứ mình coi bóng nữa. Cái quạt đấy em. Tự hùng mình, tự mình hùng mình chứ ai nào hùng. Đèn chi mà gãy cánh đi bà. Anh cụp cái đầu nó bắt tội. À, ông bì mình đem cái bánh lọc bây giờ ta. Đó mình thấy không? Hồi thì đông rất đông. Hầu khách thì mẹ không mà ngày nay cũng đâu có nhân viên đâu đâu. Những cái kiểu hồi nó em về mở nó ế lắm mà nhỉ. Ở đâu thì có khách chứ. Sao nên vắng hả? Ừ. Làm mình nó bùng đúng không? Bên trong mà trầm cảm. Thì đúng rồi, làm mình tự nhiên cái ngầu mình đứa cái không biết làm chi á, thằng ế nữa cái là thành ra là mình bị lo, bị tâm lý á. Mà em kiểu anh tâm lý yếu nữa. Ví dụ như trời vậy nói em nghe nè, do là đi nè, có nhiều cái nó mở cái tiệm lên nó có nhiều cái. Yeah.
Bởi nhiều người kêu là làm chủ, ta nói khổ thế mẹ luôn. Tưởng gì làm chủ sướng à. Thử đi, 100 cái, 1000 cái. Tiền mặt bằng, tiền còn phần khách khứa đồ nữa hay. 100 cái, nhiều lắm. Cái này xí, kia xí. Trong khi nhà đó là không mở là kiểu như là một cái giường đó nghe. Nhiều, ừ. Nhiều thứ nữa thôi. Ta là ta bươn từ nhỏ rồi. Hay là ta trâu bò đó. Thật ra chị 10 mấy tuổi chị kiếm tiền và tự lo bản thân vậy hết rồi mà. Hà cũng đối với ông Hà. Hà bao nhiêu tuổi là Hà tự kiếm tiền rồi? Đây là nát đúng kỹ cho bà luôn nè. Được 2 cái đó. Nghe chưa nhà. Thì chữ phải xong là lắp mặt bột kem vô xiên đi. Bao ngày một chứ người mình phải chăm nha. Nghe chưa nhà? Dạ. Em làm nghề mà em để mặt em đi thấy sợ ăn chơi hay em ấy nữa không à? Dạ. Mình trước tiên mình phải đẹp mình mới nói là nghe. Nói chung mày ở với ta mày phải đẹp thôi. Lo chi. Thì về đi ra nhưng mà tàn tạ. Mì còn nhận ra nữa. Mì cái sân hầu luôn. Cái nhìn nhà sân hầu. Không nhận ra nhà ngày nào nữa. Nhà công chúa ngày nào nay chờ tháng tàn ma dại ta má dọc được ma dại giờ con này chi trăm tháng ngon lành cành đào lại thử gì nhà. Thế đi làm cho người khác là không có áp lực, là với lại không có này kia, với lại đông vui là tự nhiên tinh thần lại liền à. Thôi nè, nhận chịu đau không tốt. Trong mũi chị bóp luôn đó, mày đau mà. Đau nhưng mà chịu được cái chứ, có kiểu không đau. Có nhưng mà đạo sư
mừng cái là trúng cái chỗ này nãy anh xuống qua ta cười ra đứt luôn cái mạch máu luôn, phục máu, phục khang, phục như vòi luôn. Bà nhà nghe xăm xoắn, hàng chiến xăm xoắn mình nằm im nữa ghê chứ.